Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em ôn thi toán học kỳ 1 toán lớp 8 nha các em nha. Chương trình của sách kết nối tri thức nha các em nha. Ngày hôm nay đề chắc ăn là có hai phần thôi, phần trắc nghiệm và tự luận nha. Vậy thì các em quan sát và đề tôi sẽ hướng dẫn các em. Bài thì sửa nè. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức nhiều biến nha? Đơn thức nhiều biến các em nhìn vô là cái gì? Đơn thức là gì? Là một số, một biến, một tích giữa các số và các biến nha. Vậy ở đây là tổng là thấy sai nè, không tổng là hai nè, không rồi là tích, mà cái này là thương cái này thương dưới số và biến mà. Vậy thì ở đây không được rồi. Vậy thì đáp án đúng là đáp án gì đây? B, đúng chưa? Rồi câu số 2, đơn thức 6x4 y 3 chia hết cho những đơn thức nào? Em để ý nè, đơn thức này mà muốn chia hết cho những đơn thức giới á thì điều kiện là không cần quan sát số nha, chỉ cần cái mũ á, ở cái phần biến này phải lớn hơn hoặc bằng mũ phần biến giới kia là được nha. Đến mũ 4 nè, đây 4, bằng được y cũng 3, y cũng 3, nhưng mà đây đâu có z đâu các em, ở trên này không có z mà dưới này có z, vậy là không chia hết được nha. Đây x mũ 4, đây x mũ 5, rồi x mũ 4 này nhỏ đến mũ 5 không chia hết nha, đừng quan sát số với số nha. Rồi x mũ 4 đến x mũ 3, ok, y mũ 3 đây không có y này, đây y mũ 0 đó, đúng không? Vậy y mũ 3 lớn hơn rồi, vậy thì chắc ăn nó chia hết. Còn vô đáp án C nha. Còn vô quay đáp án C nha. Rồi xử lý cái này xong đúng nè. Đây x 4 này, 4 là bằng này. Đây y nếu 3 này, đây y mũ 4 này, không được. Nè, nhớ là phần mà mũ và phần biến của đơn thức bị chia phải lớn hơn hoặc bằng. Đó, nhớ kỹ rồi ha. Câu số 3. Đẳng thức sau đây là hằng đẳng thức. Trời ơi. Em nhìn này, cái câu hỏi này làm cho mình bất ngờ nha các em nha. Đẳng thức sau là hằng đẳng thức. Khi em học trong sách khoa em học có gì có bảy hằng đẳng thức không, nhưng mà em nhìn ở đây chẳng có nào hằng hằng thức nha. Đó, ở đây này chắc anh là sai à. Nếu mà gom vô x cộng một tất cả bình ở đây phải là 2x mới được, đúng không? Loại đáp án này này, vậy thì ghét rất nhiều. Em nhìn đây này, nhìn đây nhiều, em nói trời đâu mình có học hằng đẳng thức đâu. Đó, chính xác là ngồi là đẳng thức sau là đẳng thức đúng. Hiểu này, hiểu đẳng thức nào là đẳng thức đúng đi, cho nó đơn giản. Rồi vậy thì mấy con nhìn nè, cái bên này làm gì bằng bên này được? Ví dụ nào biết đúng hay sai này, ví dụ con thay thay một số vô đây thế thế vào mà vế trái bằng vế phải thì đó là đẳng thức, nó là đẳng thức đúng, đúng không? Ví dụ là con thay số 1 cho đây đi, một cho đây đó, một cho đây là 3 cộng 2 là 5 nha. Thay một cho đây, một bình lên một, một cộng một bằng hai, khác nhau làm gì bằng nhau được. Vậy đẳng thức này không thể đúng được. Ví dụ con thay số 1 ở đây, đúng không? 1 nhân 3 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4. Thay 1 ở đây, 1 cộng 1 bằng 2, đúng không? 1 cộng 1 bằng 2, bên này bằng 4, khác nhau làm gì bằng nhau được, đúng không? Nhưng mà đây là con thật sự nhìn nó đúng này, nhân vô là 3x bình phương đúng này. Nhân vô là 2x này, đúng này. Con thay số vô chắc ăn nó bằng nhau liền, đúng không? Cái này nhân vô đúng là đúng này, đúng không? Nó nhân vô ra cái này, nhân vô này, vậy đây là đẳng thức đúng nha. Rồi, khoan vô đáp án nè. Đó, câu hỏi nó làm cho mình bị lạc hướng nha. Khai triển hằng thức sau. Mấy đứa học là đây là hằng thức này, a cộng b cộng bình. Mình học là a cộng b cộng bình bằng a bình là x bình, đúng không? Cộng 2 lần a nhân b, 2 nhân x nhân 5y, vậy là 10 đi. Cộng b bình là 25y bình phương. Kiếm đáp án nào? Đáp án đúng là đáp án D, đúng không? Đó. Câu số 5. Wow. Câu 5 mấy con cẩn thận nha. Phân tích thành nhân tử thôi. Vậy mấy đứa nhìn này, có nhân tử chung x, x ở ngoài còn x bình phương chứ 4, đúng không? Từ đây chưa có xong nha. X bình phương chia 4 là hằng thức a bình chia b bình. 4 là 2 bình, đúng không? A bình chia b bình là bằng a cộng b là x cộng 4 nhân a chia b chia 4. Kiếm đáp án nào đúng vô? Bằng vô b, đúng không? Đó. Vậy đáp án đúng là này. X nhân x cộng 4 nhân x chia 4, vậy đáp án đúng là chính là đáp án b, đúng không? Rồi người ta nói cho cái hình vẽ xong. Hình vẽ nào là tứ giác lồi? Tứ giác lồi nha. Đó. Tứ giác rồi, thứ nhất là phải bảo đảm bốn cạnh này. Trong đây thấy có một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh này, ngũ giác rồi, loại, đúng không? Cái này là sao tứ giác được, đúng không? Tứ giác rồi là phải có bốn cạnh, đúng không? Đây tứ giác rồi là đây này, đây chính là hình chữ nhật, hình số 4, nhớ nha. Đó, vậy là hình số 4 đáp án đúng là đáp án gì đây? Rồi ok, hình thang có hai đường chéo bằng nhau. Mày lý thuyết mày lo mà học nha. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau, đây chính là hình thang cân nha. Đó, hoặc hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau là hình thang cân. Đó, kề một đáy bằng nhau nha. Câu số 8 này các em. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
Vậy thì phải nhớ các dấu hiệu của đây, câu đầu tiên là hình chữ nhật đó, hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau đúng, trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau đúng nha, tứ giác có ba có vuông là hình chữ nhật đúng luôn đó, nó phải thuộc dấu hiệu chứng minh hình chữ nhật nha, và cái lợi của hình chữ nhật nha, trong hình chữ nhật hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường đúng luôn. Vậy thì câu D là câu sai chứ gì nữa, hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau, làm hình nhật có hai cạnh kề bằng nhau đúng không, hình chữ nhật này có chiều dài chiều rộng làm gì là hai cạnh kề sao bằng nhau được. Vậy đáp án đúng, đáp án sai đáp án D đúng không đó, chọn đáp án D không, cho M lần lượt là trung điểm A, B, C. Trời ơi, đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh của tam giác người ta gọi là đường trung bình đúng không, vậy thì kiếm vô kiếm là đường trung bình khoanh liền chứ gì nữa, đường trung tuyến phải đi qua trung điểm đúng không, đường phân giác phải chia góc ra phần hai bằng nhau rồi, đường trung trực đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng mới là đường trung trực nha. Rồi ok, câu số 10. Cho EF song song với AB, AE bằng 2, BE bằng 3, CF bằng 4,5. Yêu cầu tìm AF quá đơn giản, AF chia 4,5. Đúng không? Dùng định lý Thales. Đúng không? Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì định ra trên hai đoạn thẳng đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ ngắn trên ngắn bằng ngắn trên ngắn bằng 2/3. Đúng chưa? Vậy AF lấy 2/3 nhân cho 4,5. À, 4,5 nhân 2 bằng 9, 9 chia 3 được 3. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án nào đây? D. Đúng chưa? Khoan vô D. Rồi, các em quan sát đến câu số 11 nha. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định tính? À, cái này liên quan đến chương trình liên quan đến thống kê chương trình lớp 7 nha mấy con. Có hai loại dữ liệu định hai loại dữ liệu định tính và dữ liệu gì các em còn nhớ không? Dữ liệu định lượng nha, dữ liệu định lượng nha, hay còn gọi là dữ liệu số liệu đúng không, là có số trong đó. À, còn dữ liệu định tính là dữ liệu không có số nha, không có số là dữ liệu định tính. Vậy thì em đọc cái nào mà liên quan đến không có số chính là dữ liệu định tính nha. Vậy thì ở đây số huy chương, số huy chương thì chắc phải có số rồi đúng không, bao nhiêu huy chương vàng chẳng hạn đó, đó. Vậy là đây là dữ liệu gì em, định lượng, danh sách các vận động viên tham gia Olympic. Danh sách là tên không à đúng không, đây là Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên, đây là cái này chị này là bơi lội này đúng không đó, đó giành rất là nhiều huy chương của thi thi SEA Games đúng không các em đó. Vậy thì đây này không có số tên mà làm gì có số được, vậy đây là dữ liệu định gì, tính đúng không, số học sinh nữ thì phải biết bao nhiêu em chứ đúng không, số lượng thì vậy đây là dữ liệu định lượng, năm sinh của các thành viên là số năm, nó biết năm ra năm sinh 1900 bao nhiêu đó hoặc 2000 bao nhiêu thì phải có số trong đó, vậy đó là dữ liệu gì, định lượng nhớ chưa. Câu 12, khi muốn biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 30 năm thì ta dựa biểu đồ nào đúng không, ở đây có những biểu đồ gì đây, biểu đồ chân, biểu đồ kép, biểu đồ kép chắc ăn là không thể rồi đúng không, nó cái này mỗi tuổi thọ của Việt Nam làm sao được kép được quạt tròn không thể luôn, đây chính là biểu đồ đoạn thẳng, và thứ nhất là em nhìn là đoạn thẳng là cái số lượng nó rất là nhỏ đúng không, 30 năm đấy, chắc ăn dùng biểu đồ đoạn thẳng nha. Em quan sát được tự luận nha, câu số 1 cho một biểu thức này ha, rút gọn biểu thức, cái bài này em sẽ rút gọn bằng cách này này, em có hai cách làm nha, một là đa thức nhân đa thức mình nhìn vô nha, hai là đơn thức đằng sau là đơn thức nhân đa thức nhìn vô ha. Rồi cách thứ hai nhanh hơn nè, đây là em để ý là hai con nhân ba con thì nghĩ có khả năng rất là hằng thức rất là cao, đơn thức là đây là a trừ b nè nhân a bình là đúng không, cộng a nhân b nè, hai nhân x, hai x nhân một là hai x nè, cộng b bình nè đó, vậy đây chính nó rất hằng thức a mũ 3 trừ cho b mũ 3, nếu mà em nhớ được cách này sẽ rất là nhanh, còn không thôi các em nhân vô rất là lâu và đã dài nữa ha, 6 con là rút gọn đi, còn này rút một phát ra luôn, thầy sẽ dùng hằng hằng thức thì giải ha, nó rất hằng thức a mũ 3 trừ b mũ 3 vậy là 8x mũ 3 trừ b mũ 3, 1 mũ 3 này bằng 1. Rồi âm 7 nhân vô nhá, thì âm 7 nhân x mũ 3 là âm 7x mũ 3, âm 7 nhân 1 là âm 7. Rồi đáp số cuối cùng là bằng 8x mũ 3 trừ 7 thì còn 1x mũ 3 trừ 8. Ok, đây là rút gọn cuối cùng. Nha, đó là câu A, đến câu B nè. Tính A tại x bằng âm 1/2. Mình thay vô. Tại x bằng âm 1/2. Đúng không? Đó, mình thay vào suy ra A bằng âm 1/2 mũ 3 đây trừ đi 8, âm 1 mũ 3 nên bằng âm 1 đúng không, 3 2 mũ 3 nên bằng 8
trừ đi 1 phần trừ đi 8. Đó mấy con quy đồng thôi, được rồi. Mình treo quy đồng lên nè, mình chéo lên nè, âm 64 với âm 1 âm 65 phần 8. Đúng không? Nó nhẹ nhàng đúng không? Âm 65 phần 8. Nó hoàn chỉnh bài nha. Đợi mấy con gần sẵn đi câu 2 tiện ích nha. Ồ, mấy con nhìn nè. Cái đa thức này nè. Đa thức này bậc 2. Mà muốn giải phương trình bậc 2 chỉ có con đường duy nhất là phân tích thành nhân tử để đưa về phương trình tích thôi, đúng không? Đó, hiểu quy tắc là a nhân b bằng 0 khi nào? Đó, a nhân b bằng 0 khi nào? Khi a bằng 0 hoặc b bằng 0 nha. Vậy thì mấy con sẽ xử lý này. Vậy thì mấy con sẽ đặt x ra ngoài. X bình với 6x đặt x ra ngoài còn x chứ 6 đúng không? Nó trở thành phương trình tích đúng không? Hai này nhân này bằng 0 khi nào? Khi một trong hai cái phải bằng 0. X bằng 0 hoặc là x trừ 6 bằng 0 nha. Sau đó mấy con chuyển vế qua thôi. Trừ 6 chuyển qua là gì? Dương sau. Ok, quá êm, quá dễ đúng không? Đó. Đến câu B nha mấy con. Câu B này, các B này sai lầm của mấy con này. Mấy con trước tiên khi làm bài tập thì con phải cố ý, con phải đọc hết cái đề cả. Nha, đọc cái đề này có mối quan hệ này. Tự nhiên x trừ 1 nó giống nhau. Đúng không? Đó, sai lầm của mấy con là mấy con nhân vô, nhỏ rồi con rút gọn đi nó tạo thành một cái phương trình bậc 2. Đó, bậc 2 rồi con tách thành nhân tử. Đó, tách A nhân C đó mấy đứa khá mới làm được. Ôi, tách tách cuối cùng đưa về giống như vậy. Đó, lúc đó con thấy ông này đã sai lầm. Đó, mà nhiều em nhân vô là bí đường luôn, không biết đường chạy luôn. Đó, vậy thì mấy con nhìn là ở đây nó có giống nhau cái gì? Nhìn nè, ở trong đây có x trừ 1, ở đây có x trừ 1, nó có nhân tử chung. Vậy thì mình sẽ đặt x trừ 1 ra ngoài. Đó, đặt trừ 1 ra ngoài. Còn cái gì? Còn 3x. Nhớ đặt hết ra ngoài, còn số tàng hình là số 1. Nhớ nha. Đó, bằng 0. Lại trở về phương trình tích. Hai này nhân này bằng 0 khi nào? Khi một trong hai cái phải bằng 0. Rồi tương đương x bằng trừ 1 chuyển qua là dương 1 x bằng cộng 1 chuyển qua là trừ 1 nhân 3 chuyển qua là trừ 3. Xong rồi. Ok chưa? Đó. Giờ mình làm đến câu C nha. Câu B, câu C này em thấy là đa thức này là bậc mấy? Bậc 3. Đó. Đa thức từ bậc 2 trở lên là phải phân tích thành nhân tử. Bậc 3 thì cũng như thế luôn. Còn bậc 1 thì quá đơn giản là chuyển vế qua x bên số bên là giải thôi nha. Vậy thì mấy con nhìn ra coi, câu C có cái gì? Con nhìn nè. Trời ơi, x x x đặt x ra ngoài cho thấy, suy nghĩ gì? X 3 mà đặt x ra ngoài còn x bình, 2x bình đặt x ra ngoài còn 2x, đúng không? Nếu trừ nha các em. Rồi đặt x ra ngoài còn số 1. Trời ơi, tới đây có quen không các em? Nhờ em từ đây nhìn đây mà em chưa biết là em coi như em đã tiêu rồi đấy nha. Đó, đây là hàng đẳng thức chứ gì nữa. Đây là x trừ 1 tất cả bình bằng 0. Đúng chưa? Ở tới đây mình cũng giải hai trường hợp luôn. Hai này nhân này bằng 0 khi nào? Khi một trong hai cái phải bằng 0. Đó. Cái bài này hơi rối một chút xíu nè. X bằng 0 vậy là nghe. Rồi đây là mũ 2 nè. Đó, mũ 2 này bằng 0. Này hiểu là không mũ 2 chứ gì nữa, đúng không? Đó, vậy thì muốn bình phương lên, bình phương luôn luôn lớn bằng 0 mà, đúng không? Vậy muốn bằng 0 khi nào? Đó, bình phương lên luôn luôn lớn bằng 0, vậy muốn bằng 0 khi nào? Khi cái cơ số này bằng 0, chỉ cần x trừ 1 bằng 0 thôi. Rồi sau đó mấy con chuyển vế qua thôi là xong nè. Bằng 0 với lại trừ 1 chuyển qua là gì? Dương 1. Xong rồi. Đó, mấy con quan sát về số 3, biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sản lượng thủy sản nước ta qua các năm từ 2010 đến 2020 ha. 10, 2014, 2016, 18, 20 nha, là năm. Đây nè, vậy thì mấy con nhìn đây. 2010, hai tương ứng thủy sản là thu được là 5.204,5 nghìn tấn nha. Đó, tương tự đến 2014, 2016, 2018 và cuối cùng 2020. Đúng không? Vậy thì người ta yêu cầu lập bảng thống kê sản lượng thủy sản nước ta. Rồi, vậy thì mấy con giải vô. Câu A. Bảng thống kê. Sản lượng thủy sản nước ta năm 2014 20 bao nhiêu trước các em? 2010 2014 này viết hơi dài nha các em. Ngoài này có mấy con lười mấy con có thể ghi là bản thống kê là cũng được nữa.
nghe cho nó ngắn. Đây thì viết nó hơi dài đó, con kể bạn vô nè. Đây, đầu tiên đó chính là số 5. Số 5 đây là số đầu tiên 2010. Rồi đến 2014. Rồi đến 2016. Rồi đến 2018. Và cuối cùng là 2020. Rồi mấy bạn. Rồi đây là sản lượng nha. Đây là sản lượng. Đơn vị là 1.000 tấn. Đúng không? Đó, con nhìn cho 2010 là nhiều, con điền vô thôi nè, 2010 nè. Con nuôi bao nhiêu đây? Con nhìn là 2010 nè. 5.000 điền vô. Viết màu này cho nổi lên nha. 5.000 204,5 nghìn tấn. 2014 là 6.420,5 nghìn tấn. 2016 là nhiêu? 6.924,4 nghìn tấn. 2018 để cho nhỏ này ha, 2018 là 7.885,9. Càng ngày càng tăng đúng không? Và đến 2020 tăng lên nữa, 8.835,7 nghìn tấn. Đúng chưa? Lập vô cục cục này xong rồi. Đến câu B, trời ơi, câu B này là câu cho điểm các em nữa ha. Nhìn vô cái bảng thống kê này có thể làm được luôn, hoặc nhìn vô cái biểu đồ đó cũng biết luôn. Năm nào sản lượng thủy hải sản nước ta cao nhất? Trời ơi. Nên năm này cao nhất à? Trả lời vô. Năm 2020 sản lượng thủy sản nước ta cao nhất. Rồi người ta hỏi năm nào thủy lượng thấp nhất, thủy hải sản thấp nhất. Thấp nhất là cái năm này nè, đúng không? Số bé nhất thôi. Và trả lời ra. Năm 2010 sản lượng thủy sản nước ta thấp nhất nghe mới được vậy đó. Giữa hai điểm B và C đó bị ngăn cách bởi hồ nước nha, đó như hình vẽ xác định độ dài BC đó, rồi mà không cần phải di chuyển qua hồ nước nha, không cần phải di chuyển ra đó. Rồi ok, tiếp theo xác định độ dài BC không phải di chuyển qua hồ nước, biết rằng đoạn dài KI bằng 25 nên độ dài KI bằng 25 là tính này. Đó, cái con nhìn vô, nhìn vô đây con người lấy nhận xét là trời, cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, chúng này là gì? Nhớ đi, đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh của đáp giác gọi là đường trung bình. Đường trung bình song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy, nó bằng nửa cạnh này nào. Vậy thì BC gấp đôi lên thôi chứ nhiêu, 50, đúng không? Nhưng mà khi con trình bày lấy điểm thì con đâu có nói là 50 được, con phải làm chậm nha. Con phải chứng minh KI là đường trung bình trước. Nha, giờ mình chỉnh sửa bài này, ta có này. Muốn chứng minh nó đường trung bình thì nó đi qua trung điểm hai cạnh, đúng không? Ta có AK bằng KB, AI bằng IC. Suy ra KI là đường trung bình tam giác ABC. Vậy KI bằng BC chia 2. Đúng không? Đó, KI 25 là bằng BC chia 2, chia 2 thì bị đứa chuyển lên là nhân 2. BC bằng 2 nhân 25 bằng 50. 50 gì? Mét. Đúng không? Đó, xác định độ dài BC rồi, BC bằng 50 là xong. Các bài tấm hình nha. Bạn đề cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là điểm bất kỳ trên cạnh huyền BC. Gọi DE thứ tự là chân đường vuông góc kể từ M xuống AB và AC. Trời ơi, vuông góc, chắc anh liên quan hình chữ nhật rồi đó.
Rồi trước tiên thì vẽ hình trước cho mấy con coi nha. Đầu tiên thì vẽ tam giác vuông trước. Trước giờ thì vẽ tam giác vuông thì luôn luôn ưu tiên vẽ tam giác vuông nằm hồn nha, không có vẽ vuông đứng như kìa. Đó. Con muốn vẽ chuẩn nhất á, con phải dùng cái thước Ek mang ra. Thước Ek là căn vuông góc nha. Đó. Đó, căn sao nó trùng thấy không? Đó, đó thì căn nào ướm là vuông rồi đó ha. ABC vuông ở A. Và nhớ cái vuông ở A nha, đây cái vuông vô. Gọi M là điểm bất kỳ trên cạnh huyền BC. Bất kỳ thì nằm trên này nè. Đó. Nhưng mà khi làm bất kỳ thì mày phải khuyên mấy đứa nào nên đặt một lật mé bên này hay là lật sang mé bên này, đừng vô chính giữa nha. Thì sẽ lật hoặc là đừng vô ngay cái chỗ vị trí hay đường cao nào là không 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 lên nha. Vậy thì sẽ lật sang bên này đi. Đó, để mở lật bên luôn. Gọi DE là chân đường vuông góc kể từ M xuống AB. Chân đường vuông góc thì căn vuông góc xuống em. Đúng không? Đó, tốt nhất các em dùng thước Ek căn vuông góc xuống nha. Đó, còn đây thì dùng trên phần mềm để vẽ luôn nha. Đây là D. Đó, xuống giờ xuống AC là điểm E ha. Kéo xuống. Điểm E đây. Rồi, ôi. Tứ giác có một vuông, hai vuông, ba vuông, đây là hình chữ nhật chứ gì nữa, đúng không? Hỏi nè, tứ giác ADME là hình gì? Trời ơi, ADME là hình gì? Chắc anh là hình chữ nhật rồi. Vì sao? Vậy thì mình chứng minh trước đi, mình nói vì sao nha. Rồi, hay là các em nói là hình chữ nhật là vì cũng được, tùy mấy con. Rồi, còn đây thì sẽ làm lúc nào thì mình chứng minh trước à. Ta có góc A đọc ra nha là DAE. Bằng góc D là góc ADM. Bằng góc E là AEM. Bằng 90 độ. Mấy con kết luận được chưa? Vậy tứ giác ADME là hình chữ nhật. Nghe kìa. Đó, trình bày vô các em, câu A. Nhẹ nhàng đúng không? Giờ đến câu B nó mới khó chứ. Lấy điểm Y sao cho A là trung điểm của DI. A là trung điểm của DI. A là trung điểm đi chết rồi mấy em ơi, giờ nó phải kéo lên trên rồi. Rồi giờ thì các thầy lấy nha, để chuẩn nuôi cái hình như đây. Giờ người ta lấy điểm Y sao cho A là trung điểm của ID, A là trung điểm thì A phải nằm giữa và cách đều hai đầu mút A. Vậy thì kéo lên trên này cho thầy. Đó, kéo lên trên, bên này trung điểm rồi. Được chưa? Đây là điểm Y nè. Và nhớ ký hiệu cạnh này bằng cạnh này cho thầy nè. Đấy chưa? Đó, hay là trên tuyệt đối của AD lấy điểm Y sao cho AI bằng AD cũng được nha. Rồi, lấy điểm K sao cho M là trung điểm EK. M là trung điểm của EK. EK. À, M là trung điểm, nó còn phải kéo xuống như này. Lấy điểm K. Đó, K sao cho M là trung điểm EK. M là trung điểm là chắc ăn là M đây. Phải nằm giữa này. Đó, cắt đều hai đầu mút ra. Đây. Kéo xuống này tới đây. Nhớ cái khai thác cái ý vừa trên vừa làm nha các con. Nha. Đó. Đây là điểm gì đây? K. Rồi mấy con quan sát nào. Căn này bằng căn này đúng không? Mà hình chữ nhật này, cạnh này bằng cạnh này này, mà M là trung điểm thì cạnh này này bằng cạnh này này, à, vậy ký hiệu bốn gạch bằng nhau luôn rồi. Cái này ký hiệu hai gạch nha, nhưng mình ký hiệu bằng nhau nhưng mà tí nói thì mình phải chứng minh trước mà vô, mình nói nó bằng nhau đường là người ta không chấp nhận mình đâu nha. Đó, đó đoạn này bằng đoạn này đúng chưa, mà đoạn này này bằng đoạn này, đó mà trung điểm đoạn này là bằng đoạn này, vậy bốn khúc này bằng nhau mình ký hiệu bằng nhau thôi, tí cần thiết thì chứng minh nha. Rồi chứng minh EI bằng DK. EI nói rõ bằng bằng DK nói vô wow, trời ơi rồi muốn chứng minh hai cạnh này bằng nhau thì chứng minh cái tứ giác này là hình bình hành thôi là được rồi đúng không, để tôi chỉnh cái này cho nó đúng nè. Đó mấy con muốn chứng minh được cạnh này nè bằng cạnh này á, có rất nhiều cách để mấy con làm luôn đó. Ở đây thầy thấy có hai cách đó, nha, thầy sẽ chứng minh tứ giác này thì mình hành này.
tứ giác này hình thành thì lập tức thì có các cạnh đối bằng nhau, đúng không? Và chứng minh song song luôn, chứng minh bằng nhau và song song luôn, và chứng minh tứ giác này hình thành nó luôn. Vậy thì khuyên mấy đứa là chứng minh hình thành nhanh hơn nha. Thì mới đầu thì nghĩ là để chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau cũng được nha, nhưng mà nó không có lợi cho mình để chứng minh song song. Vậy thì khuyên mấy đứa nên chứng minh cái tứ giác này luôn. Thì vẽ đồ một xăm lên cho mấy đứa coi nha, chứng minh tứ giác này luôn, chứng minh tứ giác một xăm này này là hình bình hành luôn. Hình bình hành thì lập tức cạnh này song song và bằng này, đúng không? Vậy thì mấy con quan sát này, bản thân mấy con phải nhớ đây, đây hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì cạnh này song song với cạnh này, hai cạnh này song song với nhau thì dẫn đến hai thằng dàn tròn này nó sẽ song song với nhau, tại vì bản thân những cái điểm này là thằng hen. Mấy con nhìn thấy không? Đó, AD song song với DE là hình chữ nhật, dẫn đến cạnh dài này song song cạnh này song song bằng nhau không? Trời ơi, A là trung điểm mà, đúng không? A là trung điểm đoạn này, đúng không? Vậy thì DI nó gấp bằng 2 lần đoạn này. Rồi tương tự M là trung điểm đoạn này gấp 2 lần đoạn này, đúng không? Đó, đoạn này là bằng gấp 2 lần đoạn này, đúng không? Đoạn này bằng 2 lần đoạn này, thấy chưa? Đó, mà hai thằng này bằng nhau nè. Vậy thì suy ra hai thằng này bằng nhau, hai thằng giải phóng là sẽ bằng nhau. Và tứ giác này có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành dẫn cạnh này song song với cạnh này và bằng cạnh này. Xong rồi đó. Nha, vậy thì mấy con sẽ chứng minh, trước tiên mấy con phải chứng minh hai thằng này bằng nhau trước đi, để song song thì nói sau nha. Ở câu B, mấy con nhìn bài vô. Ta có DI. Y là A là trung điểm của DI mà, đúng không? Vậy DI bằng 2 lần DA. Bằng 2 lần AD, đúng không? Rồi tiếp tục. Rồi giải thích người ta cho chứ gì nữa, A là trung điểm không cần phải giải thích gì nữa, biết vậy là thầy cô hiểu liền nha. Rồi, EK. Cái đoạn M là trung điểm EK, vậy EK gấp 2 lần bằng 2 lần EM. Mà AD lại bằng EM. Vì sao bằng? Rõ ràng vì tứ giác ADME là hình chữ nhật. Vậy từ đây suy ra điều gì? Hai thằng này bằng nhau nè, mà đều nhân hai hết thì kết quả hai này sẽ bằng nhau, mà kết quả hai bằng nhau thì dẫn hai cái đầu này sẽ bằng nhau. Suy ra đi bằng EK. À, thấy chưa? Thêm cái này cho thầy nè. Thêm cái này cho nó dài không? Nè, thầy lôi nguyên cái dài này vô luôn. Nè, vẽ một lớn đây này. Đó. À, mà AD bằng EM. Viết đây nè. Và AD song song với EM luôn. Hình chữ nhật thì hai cạnh đối song song bằng nhau, đúng không? À, hai này song song với nhau, hai này song song với nhau thì lập tức DI song song với EK. Đó. Và DI song song với EK luôn, bạn thằng hàng má. Đúng không mấy con? Đó, không cần phải giải thích kỹ đâu nha. Đó. Rồi, thứ giác có hai cạnh đối song song với nhau nó là hình bình hành. Vậy tứ giác DIEK là hình bình hành. Nên DK bằng EI và DK song song với EI mở ngoặc ra đều phải chứng minh. Thấy chưa? Đó. Rồi trong đây là nếu nói ra trong đây còn rất nhiều hình bình hành nha. Đây nè. Mấy con nếu mà con nối lại nha, cái đường này nè, ví dụ là nối màu tím này nè. Nối màu này chứ. Nối này là đây. Đó thì nối là đây là tứ giác này là hình bình hành. Đúng không? Thêm cái tứ giác dưới này hình bình hành. Rồi thấy chưa? Nhiều hình bình hành không? Đó. Còn đây bản thân tứ giác này là hình thang này, đúng không? Đó, hai này song song nè, hai này song song thì hai này dài song song nữa rồi, đúng không? Hình thang, đúng chưa? Ở trong đây có hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang trong hình vẽ này nha.
Rồi, nếu như hay các em nhớ đăng ký kênh, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.